câu chuyện thành lập doanh nghiệp ma để mua bán lòng vòng hóa đơn giá trị gia tăng không mới, nhưng nó vẫn đang là vấn đề nhức nhối của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các cơ quan thuế. Có thể kể hàng loạt vụ án đã được khui ra giữa năm 2023. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Theo đó, Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1956, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và đồng bọn đã mua hơn 20 doanh nghiệp ma từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính. Từ cuối năm 2020 đến nay, nhóm doanh nghiệp ma này đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế giá trị gia tăng khoảng 2.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gây thất thu thuế của nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, cuối năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng lớn nhất cả nước. Trong số 100 bị cáo hầu tòa, 30 người bị truy tố tội trốn thuế, 68 người bị truy tố tội mua bán trái phép hóa đơn. Hai người còn lại bị truy tố các tội mua bán trái phép hóa đơn, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức, trốn thuế. Cơ quan công an xác định từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, đường dây này đã bán hơn 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hơn 88.000 doanh nghiệp, tổng doanh số gần 64.000 tỷ đồng. Hay mới đây, ngày 13 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy, sinh năm 1985, trú thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Đặc biệt, Thủy đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lập 18 công ty ma, sau đó mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các doanh nghiệp có nhu cầu với giá chỉ từ 3 đến 5% giá trị ghi trên hóa đơn. Mục đích của việc mua bán này là để các doanh nghiệp gian lận thuế. Tuy nhiên, những con số thống kê từ các vụ án ở trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhà nước tạo điều kiện về thủ tục đăng ký cấp phép thành lập doanh nghiệp không gây phiền hà cho tổ chức cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, việc quy định như hiện tại cũng đã làm phát sinh để các doanh nghiệp ma lợi dụng thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp thông thoáng, đơn giản, dễ dàng và chi phí thấp để trục lợi. Những doanh nghiệp ma này đè nặng lên cơ quan thuế trong công tác quản lý hóa đơn, chứng từ, đòi hỏi cơ quan chức năng cần tìm biện pháp ngăn ngừa hiệu quả doanh nghiệp ma này. Không vì thành tích số lượng doanh nghiệp được thành lập mới mà cấp phép thành lập tràn lan, làm hao tổn nguồn lực của cơ quan quản lý. Thời gian qua, ngành thuế đã có nhiều biện pháp để đối phó, trong đó có việc nhận diện doanh nghiệp ma qua những dấu hiệu cơ bản. Về loại hình kinh doanh, hình thức doanh nghiệp được các đối tượng thực hiện tội phạm mua bán hóa đơn thông qua việc thành lập doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân. Về đăng ký ngành nghề kinh doanh, các doanh nghiệp ma thường đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó phổ biến nhất là dịch vụ tổng hợp, kinh doanh thương mại hoặc những ngành nghề không phải đăng ký vốn pháp định hay phải được cấp chứng chỉ nghề nghiệp như bất động sản, du lịch. Qua đó, các đối tượng này cho rằng có thể vượt qua sự kiểm tra của cơ quan chức năng quản lý, chuyên ngành hoặc cơ quan thuế. Về trụ sở giao dịch và thời gian hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp ma thường đăng ký địa chỉ giao dịch tại các trung tâm, văn phòng ảo hoặc những địa chỉ thậm chí không tồn tại nhằm dễ dàng trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan thẩm quyền và bỏ trốn ngay khi bị phát hiện. Hiện tượng thành lập hoạt động của các doanh nghiệp ma tác động xấu đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội là hồi chuông cảnh báo đến các cơ quan liên quan. Cơ quan thuế đã và đang tích cực tăng cường công tác quản lý thuế, phối hợp với các cơ quan liên quan để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện kịp thời những doanh nghiệp này. Tổng cục thuế đã chỉ đạo các cục thuế chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nhằm phát hiện kịp thời các hành vi thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, trốn thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, đồng thời tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, cơ quan công an, thu thập tài liệu điều tra, xác minh. Nếu có dấu hiệu vi phạm, trốn thuế thì chuyển hồ sơ đến cơ quan công an điều tra, xử lý. Ngoài ra, với ứng dụng của công nghệ thông tin, ứng dụng quản lý tuân thủ thuế trong nền kinh tế số hiện nay, thì những hóa đơn chứng từ này của doanh nghiệp được lưu vết. Theo quy định, phải được lưu giữ ít nhất 10 năm. Và cơ quan thuế có đủ công cụ để truy lần ra các sai phạm đó.
Do đó, lựa chọn chấp hành pháp luật thuế hay thành lập doanh nghiệp ma để mua bán hóa đơn, hoặc bên mua lập khống, mua khống hóa đơn, lập khống chứng từ đều không phải là lựa chọn khôn ngoan hay đúng đắn đối với doanh nghiệp. Nhà quản lý doanh nghiệp cũng cần hiểu biết để quản trị trong nội bộ doanh nghiệp mình.